Phật dạy ba cách bố thí để tạo phúc phận cho đời mình. Kính thưa quý vị, nhìn nhận một cách đơn giản, khách quan, thì luật nhân quả về tiền tài chính là khi biết tu phúc, hành thiện tích đức, phúc báo và tiền tài đều sẽ theo đó mà tới như nước. Nhưng có một vấn đề, phải làm sao để tu phúc? Hãy cùng tìm hiểu qua câu chuyện dưới đây. Sống trên đời này, ai ai cũng mong cầu cuộc sống thoải mái, no đủ và giàu có. Đặc biệt, vào mỗi dịp năm mới, ai cũng cầu mong gia đình thịnh vượng, tiền bạc dồi dào, cả năm mọi thứ thật thuận lợi. Tuy nhiên, theo quan điểm của Phật giáo, tiền bạc bản thân cũng có ẩn chứa luật nhân quả. Theo bạn, quy luật đó là gì? Đó chính là tiền tài của bạn kiếp này có bao nhiêu đều là do nhân từ kiếp trước của bạn tạo thành. Kiếp trước, bạn tích được nhiều phúc đức gọi là nhân. Đến kiếp này, tiền tài của bạn dồi dào đầy đủ, đó gọi là quả. Nếu quả thực như vậy, có phải tiền bạc của chúng ta kiếp này là đã được an bài và không thể thay đổi được? Tôi cảm thấy kiếp này mình thật nghèo, không kiếm đủ tiền. Vậy tôi phải làm thế nào? Người xưa nói, vận mệnh của mình là tự bản thân mình thay đổi. Phật hay Bồ Tát đều rất từ bi với con người. Họ cũng không muốn nhìn thấy chúng sinh cả đời sống trong nghèo khổ. Vậy thì làm thế nào để mà đắc được tiền tài, chiều theo nguyên lý Phật Pháp? Bạn muốn được dưa, trước tiên bạn cần trồng dưa. Gieo nhân nào thì đắc được quả ấy. Theo quan điểm của Phật giáo, nhân của tài lộc trong đời người ta là gì? Bố thí chính là nguồn gốc mang tới tài lộc cho bạn. Chỉ khi có thiện niệm bố thí trong người, bạn mới đắc được đại phú quý, đắc được phúc báo. Đôi khi chúng ta thấy có một số người rất giàu có sống quanh mình. Bạn không cần phải ngưỡng mộ họ. Tiền bạc kiếp này của họ dồi dào như vậy là bởi kiếp trước họ đã gieo hạt giống bố thí rất nhiều cho người khác. Họ đã bố thí một cách vui vẻ nên mới đắc được như vậy. Điều bạn cần làm lúc này là vứt bỏ những suy nghĩ tham lam, giận dữ, ngu ngốc của mình và đi cầu tiền tài theo đúng như quy luật của Phật Pháp. Kiếp này bạn gieo nhân thiện lương, kiếp sau bạn sẽ được quả thiện. Đây cũng chính là đạo lý mà bạn nhất định nên ghi nhớ. Đức Phật dạy có ba loại bố thí chúng ta có thể thực hiện: bố thí tiền tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Trong đó, bố thí tài chính là dùng tiền tài, tài chính để cứu giúp những người khó khăn, nghèo khổ. Bố thí pháp chính là khuyến thiện để chúng sinh học Phật Pháp, giảng Pháp cho mọi người, dùng thiện niệm để cứu độ, giúp chúng sinh tin thần Phật. Bố thí vô úy nói một cách đơn giản chính là ăn chay, giữ cấm không sát sinh. Nếu thực sự thực hiện được một cách chân chính ba loại bố thí này, chính là bạn đang gieo trồng nhân thiện duyên vô cùng to lớn. Khi hiểu được cần bố thí như thế nào, đó chính là tu phúc. Cho dù trong đời này bạn không thấy được kết quả, nhưng tương lai chắc chắn sẽ được phúc báo tốt lành. Tuy nhiên, có một nguyên tắc rất quan trọng trong khi bố thí, chính là bố thí trong phạm vi năng lực của bản thân mình. Có một số người bản thân không có tiền, liền đi mượn tiền để giúp đỡ cho người khác. Phật có dạy bạn công đức trong khả năng làm được của mình, không làm được thì không cần miễn cưỡng. Ngoài ra, còn một điểm rất quan trọng khác là sự bố thí thật sự không phải ở số lượng nhiều hay ít, mà là xuất phát từ tâm của bạn. Nếu như tâm bạn chân thành, vui vẻ khi bố thí cho người, thì rất tự nhiên sẽ tích được phúc báo rất lớn. Trong cuộc sống, số phận cuộc đời mỗi người không ai là giống nhau. Có kẻ giàu, có người nghèo khó, lại có những kẻ túng quẫn, tới manh áo che thân cũng không lo nổi. Thế nhưng không vì thế mà việc bố thí bị ngăn trở. Bố thí không chỉ bằng vật chất là cho đi, mà bố thí còn có nghĩa là buông bỏ. Ngay cả lúc tay không, ta vẫn có thể bố thí, có khi chỉ là một nụ cười nho nhỏ, lời hỏi thăm sức khỏe hay một tiếng chào thân ái. Như vậy, đều đã là bố thí, đều đã tạo một cơ sở phúc báo cho chính mình vậy.
hay trở mình của bên kia. Tại sao các cặp vợ chồng từ khoảng 50 tuổi thường ngủ riêng? Cuộc sống vợ chồng gặp bất đồng. Những cuộc cãi vã, tranh luận, bất đồng trong hôn nhân đã gây ra hiện tượng ngủ giường riêng. Các cặp vợ chồng trung niên sẽ không tránh khỏi một số mâu thuẫn sau bao nhiêu năm quan hệ tình cảm. Nhưng vì điều kiện sống và điều kiện gia đình nên họ sẽ không ly hôn. Nhưng những giấc mơ khác nhau trên cùng một chiếc giường có thể đã trở thành vấn đề của nhiều cặp vợ chồng trung niên. Trong trường hợp này, do cãi vã và mâu thuẫn, hai người sẽ chọn ngủ giường riêng. Đảm bảo chất lượng giấc ngủ. Tuổi càng lớn thì chất lượng giấc ngủ càng giảm, đặc biệt là chị em ở độ tuổi tiền mãn kinh. Mãn kinh thì rất khó để vào giấc ngủ, ngủ sâu. Vì thế, nếu mà đối phương bị ngủ ngáy, nghiến răng thì thực sự sẽ làm ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của người còn lại. Do đó, để không ai bị mất ngủ thì tốt nhất bạn vẫn nên ngủ giường riêng để không ảnh hưởng gì tới nhau. Nhờ đó có thể cải thiện sức khỏe, tốt cho trí não nữa. Có lợi cho việc duy trì mối quan hệ. Tuy đã bước vào tuổi trung niên, ở bên nhau nhiều năm nhưng không phải cặp vợ chồng nào cũng sẽ tìm được tiếng nói chung hay sống chung hòa hợp. Đã trải qua cả nửa đời người bên nhau với đủ trải nghiệm va vấp, thì khi tới tuổi già, cả hai nên ngủ giường riêng để giữ cho nhau khoảng trời riêng mà vẫn không làm mất tình cảm. Nhiều người cứ nghĩ phải ngủ chung mới là thân thiết, nhưng không phải. Nó có thể nảy sinh một số mâu thuẫn không tốt cho việc duy trì mối quan hệ giữa hai bên. Tuy nhiên, vợ chồng ngủ riêng sẽ có thể gặp những rắc rối như sau. Ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Nếu vợ chồng ngủ riêng giường, nhất định sẽ thiếu giao tiếp tình cảm. Ban ngày, ai cũng bận bịu, việc duy nhất có thể giao tiếp sau khi về nhà buổi tối, thường là trước khi đi ngủ. Nhưng sau khi tách giường, sẽ thiếu giao tiếp trước khi đi ngủ. Như vậy đương nhiên, sẽ làm ảnh hưởng quan hệ giữa vợ chồng. Dễ xảy ra chuyện ngoại tình. Ngày nay xã hội có nhiều sự kết nối, mạng xã hội được mọi người sử dụng nhiều. Nhưng một khi không kiềm chế được tình cảm của mình thì sẽ ngoại tình. Ngủ riêng giường chắc chắn là thiệt thòi cho bản thân. Để nhiều thời gian rảnh rỗi, suy nghĩ tâm sự với người lạ, điều này chắc chắn sẽ gây ra sự không kiểm soát được cảm xúc và dễ dẫn tới ngoại tình.